máy bay không người lái, vũ khí bí mật của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga. Đoạn video chưa được xác thực nhưng nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên Twitter chỉ trong 2 ngày. Nhân vật chính trong video được cho là Bayraktar TB2, một loại máy bay không người lái, UAV, của Thổ Nhĩ Kỳ mà quân đội Ukraine đã triển khai trong những ngày gần đây để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Hôm 1 tháng 3, quân đội Ukraine tuyên bố UAV của nước này đã phá hủy một xe tăng và hai hệ thống tên lửa đất đối không của đối phương trong đêm. Trong các video khác được chia sẻ trên Twitter, UAV Bayraktar đã cho nổ tung những gì được cho là một đoàn xe chở nhiên liệu của Nga và một nhóm xe tải tiếp liệu. Bayraktar TB2 là một UAV nhỏ nhẹ hơn khoảng 7 lần so với máy bay không người lái Reaper của quân đội Mỹ. Với sải cánh dài 12m, cho phép chúng bay tối đa 30 giờ mỗi lần xuất kích. Theo tài liệu quảng cáo từ công ty sản xuất BK Technology, mỗi UAV có thể mang theo 4 tên lửa dẫn đường bằng laser. Bayraktar TB2 có thể bay tự động hoặc được điều khiển từ xa bởi trạm kiểm soát mặt đất. Với giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ một chiếc, UAV này có sải cánh 12m, dài 6,5m, trọng lượng hữu ích 150 kg. Thiết bị có thể đạt vận tốc tối đa 222 km/h, trần bay 8,200m, thời gian bay 25-27 giờ và bán kính điều khiển từ trạm mặt đất 150 km. So với chiếc UAV MQ-9 Reaper đắt đỏ của Mỹ, Bayraktar TB2 được trang bị ít tên lửa hơn khi chỉ có 4 quả. Trong đó, có 2 tên lửa chống tăng UMTAS, nặng 37 kg, đường kính 160 mm, tầm bắn 508,000 m. Tuy nhiên, một tổ hợp gồm 6 chiếc Bayraktar TB2 cùng các thiết bị đi kèm chỉ có giá vài chục triệu USD, thay vì hàng trăm triệu USD nếu mua các UAV MQ-9 Reaper. Do vậy, chi phí thấp cũng là một lợi thế cạnh tranh của Bayraktar TB2 về năng lực tác chiến, nói như Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blaszczak hồi cuối tháng 5. Các UAV Bayraktar TB2 đã tự chứng minh trong các cuộc chiến. Bayraktar TB2 đã tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực tình báo, chỉ định và cả tấn công mục tiêu. Đây là một trong những UAV tác chiến mạnh nhất thế giới và Syria là chiến trường thử lửa đầu tiên với các nạn nhân rất đa dạng, từ xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chuyển quân đến các tổ hợp phòng không. Bayraktar TB2 còn làm mưa làm gió trên chiến trường Nagorno-Karabakh, mang lại những ưu thế vượt trội cho quân đội Azerbaijan và làm thay đổi cục diện chiến tranh. Các UAV này đã gây ra tổn thất lớn cho Armenia, phá hủy ít nhất một tổ hợp Panzer C1 do Nga sản xuất, trị giá gần 15 triệu đô la Mỹ, cùng hàng chục hệ thống phòng không 9K33 Osa và 9K35 Stela 10. Tổng chi phí của các phương tiện quân sự bị phá hủy ở Nagorno-Karabakh là hơn 1,9 tỷ USD. Bayraktar TB2 chỉ là một trong rất nhiều UAV giá rẻ mà Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra. Quốc gia này đã trở thành nhà sản xuất UAV lớn thứ tư trên thế giới kể từ khi Tổng thống Erdogan gia tăng sản xuất trong nước nhằm giảm lệ thuộc vào phương Tây. Các nhà phân tích quân sự Mỹ và châu Âu cho rằng phi đội máy bay không người lái của Ukraine đã góp phần làm chậm bước tiến của quân đội Nga, cũng như làm lộ ra những điểm yếu không ngờ của đối thủ trong những ngày đầu chiến dịch. Tuy nhiên về lâu dài, các UAV được cho là không có khả năng làm thay đổi cục diện chiến sự. UAV quân sự đáng tin cậy với độ chính xác cao từng là lợi thế độc quyền của quân đội Mỹ. Nhưng công nghệ này đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây, đưa UAV trở thành vũ khí quen thuộc trên các chiến trường. Trong vòng 2 năm trở lại đây, UAV Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ xuất hiện ở Ukraine, mà còn ở cả Ethiopia, Azerbaijan, Libya và Syria. Năm ngoái, tại Ethiopia, lực lượng nổi dậy đã tấn công thủ đô Addis Ababa trước khi bị chính phủ đẩy lùi bằng UAV. Trong cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia năm 2020, UAV của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Azerbaijan giành chiến thắng quyết định trước Armenia, một đồng minh thân cận của Nga. Đoạn video do lực lượng vũ trang Ukraine chia sẻ hôm 27 tháng 2 cho thấy một trong những đặc điểm hút khách của UAV Bayraktar là chúng có khả năng gây thiệt hại nặng nề cho khí tài đối phương và có giá thành rẻ, độ rủi ro thấp. Tony Osborne, một chuyên gia hàng không, ước tính UAV Bayraktar đã được bán cho Ukraine với giá vài triệu đô la chiếc. Nhưng hệ thống tên lửa đất đối không bị phá hủy trong video, nếu thực sự là bút Nga, thì chúng có thể trị giá tới 50 triệu đô la.
Điều quan trọng là chúng có giá thành rẻ, vì vậy bạn không quá lo lắng về việc bị mất mát, Osborne nói. Theo chuyên gia này, Ukraine có thể có khoảng 20 chiếc Beretta trong kho vũ khí. Vào tháng 12 năm 2021, Bloomberg đưa tin Kyiv đã đặt hàng thêm 20 chiếc UAV từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài Ba Lan, tập đoàn BK cũng từng bán Beretta TB2 cho Azerbaijan, Ukraine, Qatar và Libya. Hồi tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiết lộ Saudi Arabia cũng muốn có loại khí tài này. Những khách hàng tiềm năng khác còn có cả Hungary, Albania, Belarus, Anh, Bulgaria và Cộng hòa Séc. UAV Beretta TB2 gây chú ý kể từ khi nó được triển khai tại các chiến trường Syria, Libya hồi đầu năm 2020 và gần đây nhất là trong cuộc xung đột giữa quân đội Azerbaijan và Armenia ở Nagorno-Karabakh. Beretta TB2 chỉ là một trong rất nhiều UAV giá rẻ mà Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra. Quốc gia này đã trở thành nhà sản xuất UAV lớn thứ tư trên thế giới kể từ khi Tổng thống Erdogan gia tăng sản xuất trong nước nhằm giảm lệ thuộc vào phương Tây.